quay trở lại với kênh YouTube Hoa Lan Di Phong cũng như fanpage Hoa Lan Di Phong. Thì hôm nay em mới về một lô hàng mới theo cũng như yêu cầu của quý anh chị, đó là cây bà liễu. Hiện tại cây bà liễu hôm nay lô em về rất là đẹp nha các anh chị. Cây trung bình là cao từ khoảng là 5 đến 7 cm. Và với là cái cây thì hình ảnh cây bán là cây như thế này nha các anh chị. Trung bình là bên em bán là giá 25.000. Thì cây này bên em gửi từ đơn hàng từ 200.000, bên em gửi ship COD. Tiếp theo sau đây đó là cây hình ảnh cây bán, đó là cây bờ ná na nha các anh chị. Thì tờ cây này cao nhỏ nhỉnh hơn, nhỏ hơn chút xíu đối với bà liễu, thì cây cao từ khoảng là 3 tới 5 cm thôi. Thì cây lá rất là khỏe, hoa này là hoa có mùi thơm. Đặc biệt là hoa này rất là thơm nha các anh chị, hoa có đặc màu vàng thật, màu là màu đặc trưng của dòng bờ ná na. Cây cái hình ảnh cây bán tiếp theo. Tiếp theo một đợt này lô hàng bên em về là một giống mới, đó là giống Dendro Singapore. Singapore cây này cao khoảng là 7 đến 10 cm, cây rất là cao như hình ảnh quý anh chị đang xem nha. Mặt hoa em sẽ để phía dưới màn hình cho các anh chị theo dõi. Thì cây này tất ba loại cây này bên em bán với giá đồng giá là 25.000 và ship đơn hàng từ 200 trở lên. Là bên em ship COD, phí vận chuyển thì các anh chị tự chịu, bên em không bao ship nha. Anh chị mua đơn hàng từ 10 cây bên em sẽ tặng kèm một chai kích rễ Acirut nha các anh chị. Để đặt hàng quý anh chị có thể liên hệ về hai số hotline đang hiện ở phía dưới màn hình. Hoặc có thể nhắn tin về hai số hotline 0947074048 0938287972. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video, dành thời gian theo dõi video hôm nay. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video lần sau.